và các bạn đang theo dõi trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Trước máy quay, chúng ta đang được trải nghiệm chất âm của cặp loa siêu khủng long đến từ Mỹ. Đây là một trong những model nổi tiếng và có giá trị nhất hãng Infinity với cặp loa Studio Monitor 150 của hãng Infinity. Với chiều cao lên tới 1m, như chúng ta đang được thấy trước máy quay của cặp Infinity 150 loa kiểm âm phòng thu đến từ Mỹ, sở hữu chiều ngang 50, trọng lượng rơi vào khoảng 70kg và sở hữu công suất trung bình ở ngưỡng 600W trên trở kháng 8 ohm. Và đặc biệt rằng độ nhạy cao tới 102dB trên cặp loa này. Đây là một trong những model đối thủ kịch liệt của hãng sạc VinVega cùng đến từ Mỹ. Nó có thể cân xứng với những đôi sạc VinVega, ví dụ như là phân khúc D9. Chúng ta có thể thấy được rằng với thiết kế trên cặp loa kiểm âm phòng thu 150 Studio Monitor, chất âm chi tiết hơn một vài model như của hãng sạc VinVega ở phân khúc bass 40 là điều đương nhiên, bởi vì nó là những dòng loa kiểm âm do người Mỹ thiết kế để thu âm tại các phòng thu. Với trang bị bass súp siêu trầm 40, hai trung âm và một quả siêu check nổi tiếng của hãng, mời anh em cùng ngắm nhìn lại tuyệt phẩm này. Với cấu hình mà tôi vừa nêu trước máy quay, chúng ta thấy rằng nó là khá là ấn tượng, đặc biệt với độ nhạy 102dB, trở kháng của nó chạy 8 ohm, rất là dễ phối ghép âm ni, công suất mạnh mẽ ở ngưỡng 600W trung bình. Được trang bị phần thùng vân gỗ màu nâu rất là đẹp. Chúng ta thấy rằng những cái màu sắc này khi trưng bày cho những căn phòng khách thì nó rất là tuyệt vời, thậm chí phía sau lưng của nó cũng rất là đẹp. Sau lưng của nó đẹp như mặt phía trước. Quý vị có thể quan sát trực diện phía sau lưng của cặp Infinity. Ống hơi đường kính phi 100 phía dưới chân của cặp loa này. Cao 1m, ngang 50, trọng lượng khoảng 70kg. Trên công suất trung bình 600W cho cặp 150 Studio Monitor. Khi mà nhắc tới những dòng loa kiểm âm và nhất là phân khúc bass 40 thì chúng ta đã thấy được rằng nó sở hữu chất âm cũng như là uy lực mạnh mẽ, chúng ta không bàn cãi nhiều. Một cặp loa rất sang trọng và còn rất đẹp. Công suất trung bình ở ngưỡng 600W với trang bị một bass siêu trầm đường kính 40cm. Quý vị thấy rằng quả bass này nó đánh thì đương nhiên là phải phê rồi. Ống hơi phi 100, cao 1m, ngang 50. Uy lực hoàn toàn như là hai cái trống nàng. Hai trung âm 14cm. Chúng ta thấy rằng trung âm của nó sở hữu màng phủ dầu, bát của nó màng phủ dầu. Hai trung âm 14 cho lời hát khi nghe nhạc cũng như là khi karaoke, thể hiện cực kỳ là tuyệt vời. Và một quả siêu check nổi tiếng của hãng Infinity. Với bảng logo về phía mặt trước và hai cái volume rất là lớn, một điều chỉnh cho trung âm, mixran và một điều chỉnh cho giải check với biểu tượng logo Infinity Studio 150 có xuất xứ đến từ USA. Những cặp loa hàng nòi tại Mỹ. Sơ bộ chúng ta có thể thấy được rằng một trong những cặp loa sở hữu cấu hình sang trọng và nằm trong top của những cặp loa kiểm âm nổi tiếng mà người Mỹ đã thiết kế cho các phòng thu âm để kiểm âm từ các ban nhạc cho tới lời ca sĩ hát trước khi ra biểu diễn ngoài sân khấu. Đặc biệt trong đoạn clip này thì tôi đang phối ghép cùng với một con power của hãng Carver nổi tiếng cũng cùng đến từ Mỹ. Đây chúng ta có thể thấy được rằng model Carver Power Amplifier model PM-1.5A được trang bị chạy 24 con sò sắt Motorola nổi tiếng với phần mặt phay nhôm rất sang trọng của con Carver đã quá nổi tiếng. 24 sò sắt Motorola và 4 tụ lọc nguồn rất lớn trên con Carver này. Nó đã rất là nổi tiếng về chất âm. Công suất mạnh mẽ ở ngưỡng trung bình 900W, nó có thể đảm nhiệm được mọi cặp loa. Phần khúc bass 40. Quý vị lưu ý rằng với Carver, nhất là những hàng nòi, công suất khi nó đảm nhiệm tới 24 con sò sắt Motorola thì chúng ta thấy rằng nó là khỏe như trâu. Mặc dù với cái kích thước làm cực kỳ là gọn gàng, không quá đồ sộ như là một số dòng bao hay dòng đẩy khác trên thị trường, nhưng với công suất 24 con sò Motorola, chúng ta thấy những con âm ni tích hợp 4 sò Motorola hoặc 8 sò thì đã là rất là lớn rồi. Với Carver PM-1.5A tới 24 sò sắt Moto và 4 con tụ nguồn rất là lớn. Bởi vậy nó có thể đảm nhiệm được bất kỳ cặp loa nào ở phần khúc bass 40. Còn rất mới ạ. Đó, tem cờ phía sau này của nó còn là trắng luôn này. Rất đẹp. Những dòng power sở hữu chất âm của giới tai nghe và điều trị những cặp loa khó đánh chúng ta đang để thấy trước máy quay. Đương nhiên chất âm của nó so với một số dòng crowd thì không so được với cover này là đương nhiên rồi. Phần bên trên tôi đang phối ghép cho một con vàng Dynetics CS10.
Với cấu hình vừa nghe nhạc lẫn karaoke, chúng ta đã thấy rằng nó dư thừa về uy lực mạnh mẽ trước máy quay của con Power Cover 1.5 PM và cặp loa Infinity Studio Monitor 150 có xuất xứ đến từ USA. Loa kiểm âm phòng thu mang lại cho quý vị chất âm mạnh mẽ ở những không gian lớn cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Và đồng thời chúng ta còn thấy được rằng nó thể hiện cực kỳ là chi tiết, chơi được đa dạng các thể loại nhạc và rất là dễ phối ghép âm ly. Rất đã cảm ơn sự quan tâm theo dõi của anh em trên toàn quốc với kênh của mình và luôn dành cho anh em với phong cách mau lẹ nhất và những ưu đãi tốt nhất trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Thấy rõ không ạ? Với giải trầm xuống rất sâu và mềm mại của cặp Infinity 150 Studio Monitor, quý vị có thể thấy được chất âm của những dòng loa nổi tiếng đến từ Mỹ với cặp loa siêu khủng long Bass 40 của hãng Infinity. Và chúng ta có thể kết hợp với vừa nghe nhạc lẫn karaoke, chất âm 2 trong 1 cho cặp loa này cực kỳ là tuyệt vời ở những không gian phòng khách lớn tới hàng trăm mét vuông, nhất là khi được phối ghép với con Power Amplifier của hãng Cover nổi tiếng đến từ Mỹ, model PM 1.5A. Quý vị có thể thấy được rằng chất âm của nó là miễn bản luôn.
với phân khúc tầm giá. Đây là một trong những cặp loa rất đáng chơi và đáng sưu tập. Xin chân thành cảm ơn. Mùa đông.